chỉ anh tháo cái thùng này ra chửi anh tiền á, anh đứng liền em đủ ba trăm chín chưa. Rồi ok. À, gửi bánh em muốn cà phê lọc lá đầu năm nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Hồi nãy thì anh em câu lạc bộ mô tô vừa uống cà phê giao lưu với nhau xong rồi. Thì một số anh em ở trong câu lạc bộ mô tô Bến Cát ấy thì chạy về ở Mỹ Phước 2 để đón một số anh em nữa đi tour Tây Ninh, Ma Thiên Lãnh trong vòng buổi chiều. Còn mình thì mình không có đi được. Hiện tại bây giờ thì mình đang chạy xuống Thủ Dầu Một. Mình tới cái shop cà phê Cỏ Xanh ấy để mình lắp cái thùng Givi. Đó. Thì bây giờ mình gần tới shop rồi. Mình vừa tới đây mình tìm đường xong. Bây giờ mình tiếp tục đi nhá. Đây rồi. Cỏ Xanh. Em chạy qua đây lắp cái thùng TV cho xe này. Bây giờ làm không? Nhưng mà cái này nó cắt đuôi á, bẻ biển số ra rồi lắp vào đây được không? Lắp ra không có phải chắc được. Cái cả TV dành cho xe này chỉ bao nhiêu tiền anh? 900 ngàn. Rồi ok. Anh càng càng đây có cái thùng xem không? Có thùng gắn cái thùng E43. E43 đó. Vâng. Cái thùng đó là để được ghi những cái đồ gì ta? Cái thùng đó đâu anh? To vào tên này hả? Phải cái này không? Lắp luôn. Cái loại này à? Cái này à? Đúng rồi, để được hai nón phun phê à? Có để được hai nón phun phê không? Chắc sống quá. Một lại được một phun phê với lại một băng tư. Rồi. Hai phun phê là hai phun phun phê rồi. Vậy cái này là cái to nhất à? Đúng rồi, to nhất. Cái này là giá bao nhiêu ta? 14. Rồi lấy cái này đi. Cái to này đi, đựng nhiều đồ. Còn đây là bây giờ phải mở cái này ra không? Chắc chắn phải có. Thì đây có mở hai con ốc này để kéo cái biển nó xuống đi. Dạ, đúng không? Thì mình sẽ để mình căn trước đi. Đó không, đứt gió rồi. Dạ, là cái thùng cản gió. Mình đi tour từ thôi. Đúng rồi, đi tour. Mình thường thường cái hay gì ôm cua ha, ôm cua quá bay vô xe luôn. À sần bay tới luôn. Nó đi tour mà nó đi vậy nguy hiểm lắm. Nó sần bay tới luôn tour. Còn đây ông dài lắp vào được. Ông dài không? Có cái đầu trồng mới mở được. Rút cái này ra. Rút này ra rồi lấy cái đầu chụp á. Vặn ra mới được. Dạ nhỉ. Bộ dục cánh. Nó hiếm lắm, ông chủ mới ra làm. Quay đầu gì vô.
quay về dục lên YouTube. Có vlog nữa hả? Làm moto vlog. Vlog của anh là tên gì? Thầm Tuấn, nói chung là ít, còn ít người theo dõi lắm. Mới chơi à. Anh cứ lên đi động em xem. Nói chung là mình xe cổ mình đăng lên á. Các thứ cũng nhiều anh em vô bình luận rồi hỏi này kia. Thì thí dụ như mà mình anh em lắp vậy nè, thí dụ anh em nào thích thì mình giới thiệu xuống cà phê cỏ xanh. Đó. Rồi, lầm tiền. Lại lầm, lầm tiền nữa. Thảo mại luôn anh. Đó. Có xi nhan chỉ anh trời thôi. Xi nhan thì cái đó chỉnh sau không cần thiết sao? Mình xài. Xi nhan này nó đi theo cái bát mà, biển số theo cái bát mà. Em cứ gặp vấn này được, cứ gặp vấn này. Rồi, em. Gắn cái này có chứ. Vô được không? Rồi đó. Cắt đây cho. Qua đây lồ. Cắt đây lại vô lồ đây, bắt cái này luôn. Chặt đi. Tại vì động trong tay của anh không thảo ra được đâu. Cung gì? Cục này là cục trọng thảo á. Động của cải là không lấy ra được. Không lấy cái thùng này ra được hả? Không lấy miếng này ra được. Không lấy cái miếng này ra được, có nghĩa là anh đóng lại nè. À đi trọng. Cải ra được mà đúng không? Có cải ra được. Cải ra được. Rồi khó. Thì thôi bây giờ đúng rồi, cắt đi. Cứ cắt anh đi. Cái là cục này để trọng trọng thảo á mà. Anh làm em ráp một thử. Rồi ok. Đây là của mấy này. Của Ở đây đây, trên này. Ok rồi. Thanh toán ở đâu nhỉ? Rồi thanh toán. Đã biểu. Đúng không ta? Ngày trước có mua nón có mua nón 0966. Vào trong này, thanh toán trong này. Cộng hết bao nhiêu nhỉ? Mình là 2.610.000. Nhìn nó cũng gọn gàng nha. Gọn gàng. Ừ. Có rơi không vậy? Đúng. Cái này là mình tháo thùng kiểu gì? Đã hơi em gầm hỏi rồi cũng không biết. Để chụp ra cái hỏi. Có cái khế gì sao á? Nhét quần áo vô đây được. Áo, lấy cam, chụp hình. Chỉ anh háo cái thùng này ra, chở anh tiền á. Anh biết liền em đủ pha được 9 chưa? Rồi ok. Rồi. Gửi bánh em muốn cà phê lọc lá đầu năm nha. Rồi, em cho anh. Anh cho mỗi chìa khóa đi để em gửi chỉ anh chắc. Rồi đây. Đây là chìa khóa nha, khi mà mình không có mở khóa á. Đi mình không có chìa khóa mình không làm gì được hết. Ok. Mình có chìa khóa mình mở. Nhấn này. Rồi. Mở thùng. Rồi mở thùng trên. Ra luôn. À rồi rồi. À. Cái dưới này là của mở thùng. Mà phải có chìa khóa mới làm được hết nha. Mà khi gắn thùng vô mình cứ gắn vậy. Nha, có hai ngàm nè. Chơi vô hai ngàm nè. Rồi rồi. Mình nhấn xuống rồi. Ok vậy thôi gì. Dạ. Nó cứ cắm chìa khóa vào bên cái này là mở, còn mình dưới là tháo. Ok rồi. Khóa lại á thì em cứ để chìa khóa như vậy nè. Cái mình nhấn lên thì cái mình kéo xuống nhẹ xuống thì cái xong. Rồi rồi ok. Anh có thể thử. Đây là mở, ok. Khóa đó không? Rồi, đứng ở đây vô. Anh nhấn lên rồi. À. Lên, để anh kéo xuống nhẹ xuống. Nhấn lên, à rồi rồi. Thấy chưa? À, rồi, ok. Kẹt khóa rồi. Kẹt hả? Dạ. Đó là kẹt khóa. Mình chỉ phải nhấn vô nè, ngay giữa này. Nhấn nhẹ xuống vô thôi. Rồi, đó, đúng rồi, chính xác. Rồi rồi. Còn dưới này thì vậy thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Khóa lại. Rồi. Vì cái này là mình đừng có để đồ mà nó dính ngay cái khóa này nha. Nó kẹt ngay để áo mưa hay. Rồi. Nó dễ bị kẹt khóa. Ok. Rồi cảm ơn anh em nha. Rồi, ok. Cảm ơn anh áo xanh nha. Rồi. Các anh em vậy là
mình vừa mới lắp xong cái thùng ghi vi cho con xe R15 của mình rồi. Thì tổng thiệt hại của cái thùng này là hết bao nhiêu ta? Cái cảng ghi vi là hết là 1.510.000. Còn cái thùng ghi vi thì hết 1.1 triệu. Tổng cộng là thiệt hại là 1.600.000 bao nhiêu ấy. Mình chút nữa mình về tính sau. Đấy thì mình có mua cho mấy anh em đắp thùng ấy 1 lít. Coi như là hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm, để lấy cái lộc cho anh em làm ăn. Đó, để cho lấy lộc cho quán đầu năm. Đó. Tại vì thấy lắp cho mình thì cũng 3-4 anh em xuống vào lắp cái shop này thì mình cảm thấy là anh em rất là thân thiện và làm cũng rất là nhiệt tình. Nếu là làm tới đâu thì cũng trao đổi với mình tới đó. Nếu mà hỏi ra mình là có muốn làm như vậy hay không, có muốn lắp kiểu này kiểu kia hay không. Nếu mà được thì mấy anh em đồng ý lắp. Đó thì mình cũng rất là hài lòng với cái shop cà phê cỏ xanh này lắp đồ. Mình cũng mua nón bảo hiểm rồi là mua mấy cái đồ phượt ở đó, ở cái shop cỏ xanh này. Thì nhân viên cũng nhiệt tình, chủ cũng nhiệt tình. Hồi nãy thì mình vừa mới lắp thùng xong và mình chạy từ ở shop gắn thùng này đi về chỗ mình. Đó thì mình chạy với cái thùng sau nó không có đựng cái gì hết á, thùng không ấy. Thì mình có thể chạy lên tốc độ khoảng 100 thì nó vẫn không bị rung lắc gì nha các bạn. Đó, chạy rất là ok. Và bây giờ thì mình sẽ dừng lại đây. Và mình cho cái ba lô của mình vào cái thùng. Để xem là khi mà cái thùng ở đằng sau mình nó có đồ thì nó có bị rung lắc hoặc là nó có bị khó đi không nhá. Ôi, về tới đây mưa nhỏ. Mưa nhỏ. Túi của mình khá nặng. Túi mình này tầm khoảng 5-6 ký đấy các bạn, hoặc hơn. Nhưng mà mình tầm đó. Rồi trong này còn mấy cái gì để sử dụng. Rồi cho vừa cái ba lô của mình luôn. Ba lô của mình rất là dài. Đó, thùng này vừa khít cái ba lô. Đó, khít cái ba lô mà nó còn đựng được rất là nhiều nhá. Đây này. Rồi, khóa lại. Ok. Thì bây giờ là cái thùng của mình ở đằng sau thì đã có đồ rồi. Đã có đựng đồ đây rồi. Mình thử đi xem là có bị rung lắc gì không. Này cũng khá chắc chắn. Nhìn hơi rung chút nhưng chắc không sao. Rồi bây giờ tiếp tục đi thôi. Còn khoảng 20 km nữa mới về tới nhà. Chạy khá phê. Từ ở Thủ Dầu Một chạy về nhà. Sau khi mà mình cho cái ba lô của mình vào cái thùng sau ấy, đó thì mình đi cảm giác là khác liền các bạn. Tốc độ tầm khoảng 6-7 là mình cảm thấy nó bắt đầu nó bị hơi lạc lạng xe rồi. Đó có nghĩa là đằng sau xe của mình nó có đồ nặng ấy. Đó, nó có đồ nặng thì nó sẽ làm cho mình bị vẫy cái đuôi xe. Xe của mình đi nó hơi bị chao đảo. Nhưng mà mình đi từ từ thì ok. Đi từ từ thôi. Gắn thùng sau mà phải chấp nhận. Không thể nào mình đi nhanh được. Hơi bị lạng nhẹ một chút nhưng không vấn đề gì. Nó bị vẫy đuôi. Có thể là do mình đi một mình nữa nên là nó không có cân đối. Xe nó bị vẫy đuôi ấy. Nó có đồ đứng sau ấy, nên là nó không cân đối. Có thể là mình gắn thùng này và mình cho đồ vào thùng và một người ngồi trên yên sau nữa thì mình nghĩ là sẽ đầm xe hơn và đi nó sẽ đỡ bị cái tình trạng bị rung lắc. Cái đó thì mình chưa có thử tại vì mình toàn đi mình không à. Lấy đâu đang người yêu để chở sau bây giờ. Nên là tôi gắn thùng chấp nhận nó hơi rung lắc một chút. Đi tour thì cũng đi
đi từ từ thôi, và cũng chẳng có thích là ôm cua hay là ví dụ gì đó. Tức là mấy cái đó thì rất là phê đấy, nhưng mà cái xác suất mà để nó gặp chuyện xác suất mà để nó gặp những cái chuyện xui xẻo ấy thì rất là nhiều. Nên là tốt nhất thì mình đi từ từ, không ôm cua chết hết. Mình cho đồ vào đằng sau, mình chạy một mình có thể vẫn đi được với tốc độ khoảng 100 km/h các bạn, và không gặp cái vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Đó, nó còn vẫy hơi vẫy nhẹ thôi, nhưng mà mình đi một lúc mình quen đấy, cảm thấy nó bình thường. Đó thì có thể cho thấy là khi mà mình lắp đồ lên sau cái xe của mình ấy thì đi lại nó vẫn rất là bình thường nha các bạn. Các bạn không có lo là cái vấn đề nó khó đi hay gì cả. Nó chỉ có một cái vấn đề lớn nhất là nhìn nó hơi bị vướng và nó xấu thôi. Đó là cái các dòng sport mà mình lắp thêm những cái đồ nó cồng kềnh thì nhìn nó mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của xe. Đó, nhưng mà nếu mà mình muốn được cái sự tiện ích đó để có chỗ để đồ thì cái đó mình phải chấp nhận thôi. Đó, mình phải có phải chấp nhận cái sự đánh đổi. Đó, có nghĩa là nó sẽ xấu đi nhưng mà nó sẽ rất là tiện ích. Ok, đây nha anh em. Thì mình vừa mới chạy về tới nhà xong. Thì mình sẽ quay cho các anh em xem đây là cái thùng Givi đã được gắn lên con xe Yamaha R15V3 của mình. Đó. Đây là cái cảng Givi của G25. Đó thì bên shop người ta cắt ra. Cái bát này thì dài, nó tít ngoài này cơ. Bên shop người ta cắt ra để người ta bắt cái cảng này vào đây. Ngay cái chỗ để chân đằng sau này. Còn có một cái pad ở đây nữa. Pad này thì người ta lắp vào cái sườn xe nha. Đó, rồi lắp cái biển này vào. Đó, thì đây là tất cả những gì về cái thùng xe của mình. Đi cũng rất là ok các bạn. Mình đi trong tốc độ của khoảng ví dụ như mà mình để ít đồ ấy, tầm khoảng 5-6 kg đồ ở trong cái thùng này, thì mình đi trong tốc độ khoảng 90-100 thì cũng rất là bình thường nhá. Nó hơi bị rung lắc xe một chút thôi. Đó, tại vì đằng sau nó có đồ ấy, hơi vẫy vẫy cái đuôi, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Còn khi mà mình để nhiều đồ hơn ở đằng sau này ấy thì cảm giác nó nặng ở đằng sau, thì mình nên đi từ từ thôi, đi chậm thôi nhá. Đó thì đó là mình khuyến cáo anh em như vậy. Cái thùng này thì cũng rất là rộng luôn nè. Đó, 1, 2, hơn 2 găng tay của mình, nên nó tầm khoảng cái chiều dài của nó tầm khoảng 50 cm, còn chiều rộng thì hơn 1 găng tay rưỡi thì nó sẽ tầm là 30 cm gì đó, 240 gì đó. Đó, còn cái chiều sâu này thì nó cũng rất là rộng luôn nè. Cái chiều sâu này cũng thoải mái. Nói chung là cái này để mình đựng đồ đi phượt hay là đi công việc gì đó thì rất là ok nha các bạn. Đó, thì mình lắp cái thùng này vào cũng mục đích là để Tết này mình đi tour. Đó thì mình mới lắp vào. Còn khi nào mình không đi thì mình sẽ tháo hết ra. Đơn giản thôi, cái này không có gì cả. Mình tháo hai con ốc này ra, tháo con ốc này. Ở đây còn một con ốc nữa, thì mình có thể tháo lắp được đơn giản thôi. Đó, thì đây là tất cả những gì về cái thùng Givi hôm nay mình lắp lên xe. Đó thì mình cũng quay cái video này lại để cho anh em xem. Nếu mà anh em nào muốn lắp ấy thì mình cứ mạnh dạn mình lắp thôi. Đó, đi lại nó rất là bình thường, không có vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Đó, ok, anh em có cái gì thắc mắc ấy mà muốn trao đổi hay muốn hỏi thì cứ comment vào bên dưới cái video này, thì mình sẽ trả lời tất cả anh em và hướng dẫn cho anh em cái địa chỉ để lắp cái thùng này nếu mà anh em ở Bình Dương. Đó, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình. Đó, mọi người thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh của mình để đón xem những cái video mới nhất nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.